ba vô nghe mọi người. Thì từ ngã ba vô thì chỉ có mấy chú xe lôi với xe đò đã đăng ký trước thì mới được ở trong đây nha. Thì giao thông đã chặn hết rồi, các xe mà du khách tới thì tới ngã ba chỗ mình đi ngạt xe nãy á đã chặn lại hết rồi. Còn đây là những chú xe lôi để chở du khách vô tới trong An Hòa Tự. Thì đây vô đó khoảng 500m nha mọi người. Nhưng mà một số người già thì người ta đi, còn số bạn trẻ thì đi bộ lấy gai cho nó vui. Thì cũng có một số khách du lịch đó, người ta chưa biết đến xe lôi á, thì ta cũng ngồi để cho mấy chú chở đi vô tới trong An Hòa Tự để trải nghiệm cuộc sống đó mọi người. Thì hai bên thì có bán đồ rất là nhiều nên vừa chạy lai gai vừa ngắm cảnh luôn. Thì hàng năm, năm nào cũng vậy, thì có những người dùng buổi lễ này để đi viếng thăm và cũng có người để dùng kế mưu sinh. Hai bên thì có rất nhiều gian hàng, không biết từ đâu tới, nhưng mà hàng năm đều có nha mọi người, hai bên luôn. Gian hàng thì cũng có, đi hồi bán dép 300.000 nha mọi người. Bên kia thì là gian hàng bán giải. Đây là gian hàng bán túi sách nha mọi người, có rất nhiều luôn, bán đồ gỗ luôn. Có rất là nhiều gian hàng bán đồ quần áo đủ thứ các loại, trang sức cẩm thạch đều có hết nha mọi người. Nên mình thấy đa số thì bán giày dép quần áo thì có rất nhiều nha. Đó, khách thì cũng lựa rất đông luôn. Theo mình được biết thì trong các lễ thì lễ 18 tháng 5 này là đông và vui nhất nha mọi người. Đây có kem Hàn Quốc luôn, kem khói Hàn Quốc luôn. Thì đi tới đây thì mọi người không cần phải lo đồ ăn, giải giáp quần áo các thứ luôn đầy đủ, không thiếu cái gì luôn. Cái em gái thì lựa đồ gian hàng nước kính, gian hàng này cũng có như này. Đấy, đồ em bé rất là dễ thương luôn, đôi với nôn luôn. Có rất đông mọi người, du khách cũng rất thích mua đồ nha, nên mọi người mua đồ cũng có rất là nhiều nha. Đây là những gian hàng bánh, đây bánh tráng, bánh ninh, thịt dừa, rất là đủ thứ nha. Đến đây thì ai muốn cái gì cũng có hết đó mọi người, thấy không? Kính mừng đại lễ 18 tháng 5 đó, đã tới đình rồi nha mọi người. Đây còn đây là xe lôi chở những lượt du khách vô đây.
rất là nhộn nhịp và đông vui. Nếu ai chưa từng đi thì nên sắp xếp lễ 18 tháng 5 năm sau đi một lần cho biết nha mọi người. Tại làng Hòa Hảo, An Giang rất là đông và vui, đại hội lớn nhất